Nói chung thì cảm ơn Duy, thấy Duy rất là nhiệt tình. Dạ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Duy anh hả? 50. Trời 50 luôn hả? Dạ. Anh 50. Dạ. Nói chung anh cũng theo dõi, nghe thấy Duy rất là nhiệt tình, phải nói là rất là khâm phục. Dạ. Một người ở trong nước mà có cái tư duy hiểu biết rất là rộng rãi, cũng tìm hiểu về nước Mỹ nhiều đó chứ. Dạ. Phải nói là anh thấy rất là khâm phục á, Dạ. chứ không phải là tâng bốc đâu. Thấy hay, cái tư duy rất là hay. Cái đó là mình nên tìm hiểu và để học hỏi, để lúc nào mình cũng phải phấn đấu lên như vậy. Dạ. Hay chứ, tuyệt vời. Phải nói là thanh niên ở trong nước mà ai cũng có những cái tư duy như Duy vậy đó, thì phải nói là rất là tốt. Nó giúp đất nước rất là nhiều. Dạ. Tại vì mình có tư duy mà hiểu biết sâu rộng vậy đó, thì mình nhận định về những sự việc nó không bị lệch lạc. Dạ. Thì người ta nói nó không làm, mặc dù những người khác đối nghịch với mình về vấn đề tư tưởng, về vấn đề chính kiến, nhưng mà mình không bị lôi cuốn. Phải nói rất là hay. Dạ. Mình phải có cái lập trường. Anh thấy Duy rất là lập trường rất là vững vàng. Thì để đi vào nói chuyện về vấn đề mà anh Sơn Sơn Tây đó, anh Sơn Tây đó, nói chung thì ảnh là người rất là trung lập. Anh đồng ý với Duy là về lĩnh vực này. Thì sự trung lập của ảnh thì anh thấy cũng phải nói là hâm mộ thì cái cách chia sẻ của ảnh. Dạ. Nhưng mà anh cũng không đồng ý với ảnh rất là nhiều về lĩnh vực về nước Mỹ. Ảnh nói nó có thể là anh chỉ nhìn ở một khía cạnh nào thôi. Thì anh thì không đồng ý rất là nhiều điểm về vấn đề mà anh nói về nước Mỹ. Đối với anh thì bày tỏ là để bày mình phản đối là để bày tỏ cái sự hiểu biết, để chống cái tiêu cực. Thì mình không phải nhiều khi mình đưa ra những cái tiêu cực của quốc gia này quốc gia kia là để mình so sánh, là để mình nói ở đâu cũng có, không phải như vậy. Mình nói như vậy để đặng mình đưa ra những cái tiêu cực để đặng mà mình khuyến khích với nhau, mà những người mà chống phá đất nước đó họ không có làm như vậy. Dạ. Họ đưa ra những tiêu cực để đặng họ xuyên tạc, Dạ. cho nên chính vì vậy làm anh bức xúc. Dạ. Họ xuyên tạc, họ lợi dụng những cái điều đó họ xuyên tạc. Còn như anh Sơn Tây mà anh nói, mặc dù anh không có đây thì anh chỉ chia sẻ lại thì thấy rằng ở đất Mỹ nó không đơn giản như anh nghĩ như vậy. Nó không đơn giản như anh nghĩ. Ngay cả giá xăng dầu cũng vậy. Nếu mà anh ở Cali thì xăng dầu bữa nay có thể gần 5 đồng một galon. Tại vì ở người Mỹ á, Mỹ nó chạy xe hơi không ạ, Dạ. nó chạy xe mỗi một ngày, vậy là nó tiêu thụ hơn 21,5 triệu thùng dầu mà chưa lọc đó. Khủng khiếp lắm. Thì nó tiêu thụ thùng dầu nhiều, Mỹ nó xài số lượng nhiều thì nó rẻ. Còn nếu mình nó xài số lượng, Việt Nam mình xài số lượng ít á, thì nó cao. Tại vì mình nhập bao giờ cũng vậy, mình nhập số lượng nhiều thì mình lúc nào cũng cũng giá nó cũng rẻ, nó bình dân hơn. Nếu mà ở Mỹ mà chỉ cần xăng á, Duy biết hổm gài là xăng bên Mỹ nó đã tăng đó, nó đã tăng lên chỉ cần 5 xu 10 xu thôi, nó đầu 5 xu 100 xu nó mới là 1 đô gì, Dạ. mà nó tăng chừng 5 xu thôi đến 10 xu thôi là người dân Mỹ họ đã khốn đốn rồi đó, là họ cảm thấy cái lạm phát nó có nhúc nhích, nó tăng rồi đó. Làm những cái mà khu thương mại, họ những người mà họ họ đi giao hàng đồ đó là họ phải tăng giá để bù lỗ rồi đó. Cho nên nó không phải như Việt Nam mình bây giờ xăng có tăng, người dân đạp xe đạp vẫn được, họ đi xe đạp điện cũng không sao, họ đi làm vẫn được. Còn Mỹ không có, đường xá nó xa lắm, mà đường chạy hả nó rất là nguy hiểm. Tại vì xe hơi không à, nếu mà mình đi xe đạp hay là đi xe Honda đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái xã hội Mỹ, hàng Mỹ nó có tài nguyên rất là lớn nhưng nó không thể khai thác được. Tại vì nó khai thác như vậy, tại vì nó là một cái quốc gia đầu tàu, hiện nay nó xả thải rất là lớn thế giới. Nếu mà nó khai thác tài nguyên đó thì nó sẽ tàn phá nước Mỹ. Cho nên dân Mỹ họ không đồng 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 tình. Hiện nay dân Mỹ họ chết vì vấn đề mà nhiễm độc, ô nhiễm môi trường đó là lớn nhất thế giới. Cho nên thằng Mỹ nó đâu có dám ký cái hiệp định gọi là bảo vệ môi trường Kyoto đâu. Nó đâu dám cái ký cái hiệp định đó là thằng Mỹ tự sát. Cho nên ông Trump ông cũng bác cái hiệp định Kyoto, là hiệp định đó của người Nhật, của Nhật nó đưa ra. Và vừa rồi tụi khối châu Âu rồi nó cũng đưa ra cái hiệp định mới mà ông Trump quản hồn là bác liền, Mỹ nó bác liền. Tại Mỹ nó xả thải, nó là nước công nghiệp mà. Cho nên vấn đề mà nước Mỹ mà nói mà nước nay cả nước uống mà nói sạch đó là không không đúng. Nước uống nước bông tơn đó ở Mỹ đó rất là nguy hiểm. Nếu mình uống nhiều đó mình có thể nó bị cặn ở trong cái kidney, cái gan á. Cho nên ở Mỹ người ta xài, nếu mà xài nước nước lọc đó thì phải lọc lại, nó phải xài nó gọi là softener, mình phải lọc lại. Còn mà mình không lọc lại á, tắm nó hôi, nó rụng tóc rất là nhiều, nó rụng tóc và nó da của mình nó sần 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 lên vậy đó.
ở Mỹ đó. Cho nên nó còn người nghèo Mỹ nó giàu là giàu những thằng tư bản thôi. Ngay cả thời ông Obama đó, ông Romney, ông Mitt Romney là cái ông mà đi ông ứng cử tổng thống đó, ông còn phải bó tay mà ông nói là 47% dân Mỹ họ sống nhờ vào, họ dựa vào, họ chờ đợi ông Obama để đặng ban phát cho họ ăn. Cái người mà gọi là người nghèo đó, họ sống họ chờ vào. Hiện nay Mỹ nó có 43 hơn 43 triệu người nghèo, họ sống rất là khổ chứ không phải là không. Nói chung thành phần trung lưu của Mỹ hiện nay họ sống rất là tất tần tật, họ làm việc theo cái đó, là nói trên thống kê chứ không phải anh bịa đặt ra đâu nhé. Trên thống kê đó là 78% dân Mỹ hiện nay làm ngày nào ăn ngày đó. Đó, ngay cả vấn đề mà Mỹ ông Trump ông muốn đánh thuế, tại vì ông Trump á ông là một cái người tổng thống, ông không có gành gì chính trị, ông là tiếng Anh nó gọi là ông là outsider. Cho nên dân Mỹ nó chán ngắm chán ngấy những cái vấn đề chính trị bẩn thỉu của Mỹ. Tụi Mỹ nó tham nhũng, nó ăn rất là tinh vi. Nó ăn rất là tinh vi, đừng có nói bà Hillary không 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 có ăn nha, bà đã ăn hơi bị bạo luôn đó. Bà đã ăn hơi bị dữ luôn á. Tụi nó ém nhẹm. Cho nên mấy lần mà nó đòi nếu mà bà lên tổng thống, ông bấy ông Trump lúc mà chờ mà tranh cử đó, ông nói nếu mà ông thắng cử đó, ông hù bà Hillary thôi, tôi sẽ bỏ bà tù vô tù. Tại vì bà đó, bà này bà Mỹ bà là phạm rất là nhiều những cái lỗi lầm của nước Mỹ, bà phạm rất nhiều nhưng mà bà cover up, có nghĩa là bà giấu giếm á, là tụi FBI đồ nó chứ cái bộ máy chính trị của nó cover up cho bà, tại vì nó không muốn đem ra. Mỹ nó có cái hay là gì, cái chuyện mà xấu nó không muốn giặt áo cho người ta xem lưng, như thế nào mà tìm hiểu chính trị mới thấy thôi. Tin tức của nó nói như vậy nữa, nó nói cái nào mà bên lề phải, nhiều nào mà nó thấy ảnh hưởng tới quyền lợi an ninh của quốc gia Mỹ là nó không nói. Nó có hai cái đài TV là hai đảng của nó, đài Fox News với lại đài NBC. Nó binh vực với nhau, cho nên tụi nó nói chuyện nhau nó cũng binh vực. Còn vấn đề mà những cái mà cái kiểu mà bầu cử theo kiểu Mỹ đó, cái luật của thằng Mỹ hồi nào nó đã như vậy rồi, nó không có muốn người tại vì nó là hiệp chủng quốc và nó là quốc gia của nó, là da trắng, bọn da trắng nó cầm quyền từ hồi nào giờ. Mà ở Mỹ người ta nói cái mà đa số người mà da trắng nó là lúc nào nó cũng chiếm đa số thôi, mà cái người mà thiểu số hay da đen nó cũng là dân tộc thiểu số thôi. Cho nên nó không muốn cái dân tộc thiểu số này nó đoàn kết lại thì nó sẽ quýnh bật thằng da đen, thằng da trắng ra, thì lúc đó thằng da trắng nó sẽ mất cái quyền mà gọi là cầm quyền của nó. Cho nên nó giữ cái cách bầu cử của nó là đảng đảng cử dân bầu, nhưng mà đảng là người chọn tổng thống. Cái truyền thống của nó như vậy rồi, nó không thể thay đổi được. Sở dĩ nó để ông Obama mà đứng lên lên làm mà tổng thống đó là nó không có sự lựa chọn nào. Tại thời ông Bush á, thằng Mỹ nó hay lắm, nó khôn lắm, nó cáo già lắm. Thời ông Bush con á, ông đã làm mất lòng cộng đồng thế giới. Lúc đó chưa chăm, nếu mà Duy để ý đi, lúc đó cộng đồng thế giới rất là tức giận ông Bush. Ông Bush ông dùng cái quyền phủ quyết của ông đánh Iraq rất là sai đó, thì cộng đồng thế giới bất mãn. Cho nên bây giờ chỉ có ông Obama này lên là cái dân tộc thiểu số nó để cho ông lên đấy, nó để cho ông lên ông thắng để đặng mà ông cầm quyền, để đặng mà bởi vì ông vừa lên là ông đi ngoại giao liền, ông đi ra nước Pháp, ông đi ra mấy cái cộng đồng quốc tế là ông ngoại giao, để đặng ông lấy lòng, Vậy thì ông đi Nhật, ông đi khắp anh nơi Lâm Minh ơi, đấy. cho em hỏi một cái. Thí dụ giờ mình nói nó dài vậy thì mấy bạn cũng khó hiểu. Bây giờ mình đi vô những cái ngắn, ví dụ như em nghe anh trình bày thì em thắc mắc mãi nha. Ví dụ như nãy em nói là đợi Bush đó, ông Bush đó, ông không có thông qua quốc hội để ông đánh Iraq mà ông thông qua Liên Hợp Quốc, đúng không? Thì nếu mà nói như vậy á, thì anh có nhớ được cái việc ông thông qua Liên Hợp Quốc như thế nào và vai trò của anh như thế nào trong cái cuộc đánh Iraq? Nếu mà nghe những cái thông tin như vậy thì em có thể hiểu rằng á, thì một người tổng thống Mỹ có thể là lách luật bằng cách là lợi dụng cái Liên Hợp Quốc để cho mình đánh một quốc gia mà lúc đó là cái vai trò quốc hội nó đã mờ nhạt. Như vậy nè, chưa ở bên Mỹ đó có, chúng ta chưa có hiểu được tổng thống á không phải là họ ổng không có quyền, ổng được có quyền gọi là nó gọi là executive order, có nghĩa là ổng được cái quyền phủ quyết của ổng. Nếu mà ổng muốn làm đó thì ổng dùng cái quyền phủ quyết của ổng ra, ổng sẽ quyết định. Và thằng Mỹ đó nó là nước lớn, nó bỏ tiền rất là nhiều vào trong Liên Hiệp Quốc, cái lá phiếu của nó rất là mạnh, cũng giống như cách bầu cử của Mỹ vậy đó. Cho nên nó lấy cái quyền phủ quyết, mặc dù thằng Trung Quốc và thằng Nga và những cái quốc gia khác phản đối, nhưng mà cái quyền của thằng Mỹ đó ở trong Liên Hợp Quốc nó quá mạnh đi, nó bỏ tiền ra quá nhiều đi, thành ra cái lá phiếu giống như nói như cái lá phiếu bầu cử đi,
thì nó cái đảng của nó qua lúc nào nó cũng chiếm cái ưu thế hết. Cho nên mặc dù những cái quốc gia và Liên Hợp Quốc phản đối, nhưng mà hàng Mỹ nó lấy cái quyền phủ quyết của nó, đây nó là nước lớn và nó có tiền, nó được cái quyền đó, cho nên nó quyết định đánh Iraq mặc dù là sai lầm, do tình báo CIA đưa sai lầm, nó vẫn đánh. Vậy thì cho em hỏi thêm là lúc cái trận đánh Iraq đó thì không phải là Mỹ một mình nó mà nó có liên quân nữa, thì Mỹ nó có cái sức mạnh gì mà nó có thể nó ép hay là nó nhờ hay là nó kêu gì đó không biết, mà nó có một đống thằng đi theo nó đấm ngay đất luôn. Như vậy nè, thằng Mỹ nó là tài phiệt, khi mà nó đánh như vậy đó, thằng Anh là thằng ủng hộ nhiều nhất. Lúc đó ông Tony Blair là ủng hộ nhiều nhất. Đúng rồi, ông Tony Blair là thằng Anh đó ủng hộ nhiều nhất. Khi mà nó đánh như vậy đó thì nó sẽ chia quyền với nhau, nó chia tài sản với nhau, tại vì khi mà đánh Iraq xong đó thì nó chia dầu. Nó vô đó nó chia, khi mà tàn phá nước Iraq thì những cái thằng nào bỏ vào, ông Bush ông mới nói ai theo ta là bạn của ta, ai không theo ta là kẻ thù của ta. Thì những cái đồng minh của thằng Mỹ đó nó cho tiền nhiều quá đi, nó lúc nào nó cũng ủng hộ hết. Thằng Anh với thằng Mỹ nó gần như là hai thằng anh em thôi, tại từ đó nó đẻ ra thằng Mỹ mà, cho nên lúc nào thằng Anh nó cũng theo thằng Mỹ chân á, lúc nào cũng vậy chân á, không bao giờ nó bỏ thằng Mỹ. Cho nên khi mà thằng Anh là thằng mạnh nhất, hai thằng nó chia nhau liền, thằng nào chiếm thành phố, thằng thằng Mỹ thì chiếm Baghdad là cái thủ đô của nước Iraq, còn thằng thằng Anh thì chiếm cái thủ đô lớn thứ nhì là Mosul được phải, tôi nhớ mãi mãi vậy đó. Đó là nó chia quyền nhau hết, là thằng nào sẽ được khúc nào đang hưởng, và thằng nào được hưởng những cái phần nào để tái chiến thiết nước Iraq lại, nó chia quyền hết nhau hết trơn à. Vậy thì cho em hỏi thêm là vào cái thời điểm lúc bấy giờ là cái người dân Mỹ người ta suy nghĩ gì về cuộc chiến ở Iraq? Người dân Mỹ đó họ phản đối, tại vì họ không muốn chiến tranh, họ không họ biết cái chiến tranh là sự mất mát của nước Mỹ. Họ không muốn, người dân Mỹ họ cũng không muốn, họ không đồng ý. Nhưng mà cái ông tổng thống, tại vì cái tụi mà cái bộ cầm quyền của ông Bush đó, nó rất là diều hâu, tại vì ông Rumsfeld với ông Dick Cheney, hai ông này ngày xưa rất rất là diều hâu. Hồi ông này, hai ông này đã từng làm việc cho ông Bush cha, mà hồi thời ông Bush cha đó, ông đánh thằng ông Saddam đó, ông đánh tới Baghdad, ông rồi không rồi ông đánh đúng ra là Mỹ nó đã chiếm Iraq lúc đó rồi. Nhưng mà ông Bush cha đó, ông này ông nhìn sáng suốt, ông thấy không được, cái quốc gia này nó có nhiều cái sắc tộc và sắc dân rất là phức tạp. Ông không muốn nhảy vào ổ kiến lửa, nó sẽ quậy, nó làm nát nước Mỹ, cho nên ông rút về. Ông lúc đó ông rút trở về, ông bỏ, ông chỉ giải phóng thằng thằng ông chỉ gọi là lấy cái thằng Iraq ở thằng Kuwait thôi, và lập lên một cái quốc gia Kuwait. Thì ông về rồi sau này cái ông Rumsfeld với ông Dick Cheney lúc đó đó, ông muốn mần thịt ông Saddam Hussein, nhưng mà ông Bush cha bỏ lỡ cơ hội, ông về đi. Rồi tới thời ông Bush con lên, ông Bush con lên đó, rồi hai ông này mới mới nể ông cha của mình, mới mời hai ông tướng này vô làm việc. Ông Dick Cheney là một người rất là, ông Dick Cheney là phó tổng thống, nhưng thực sự là ông vai trò của ông gần như là một tổng thống. Tại ông Bush con á, ông hiền lắm, ông chỉ nể những cha mình, và ông nể những người đó lớn hơn. Và ông Dick Cheney ông cầm quyền, và ông Rumsfeld đó ông cầm quyền, cho nên nhất định là phải mần thịt ông Saddam Hussein. Cuối cùng thì Mỹ bị sa lầy ở đó thì người dân phản đối. Như vậy thì ý nguyện của người dân lúc đó là bên Mỹ có phản đối đông không anh? Ồ, họ phản đối dữ lắm chứ. Họ phản đối, họ không có đồng ý. Tại vì nếu mà phản đối đông như vậy thì vậy cái ý nguyện của người dân nó sẽ đi trái với ý nguyện của chính phủ, đúng không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tại vì chính phủ khi mà đã anh đã nói với lại Duy là tổng thống là cái người gọi là chief of commander, có nghĩa là một người lãnh đạo toàn cả đất nước. Khi mà ổng mà quyết định rồi là không có ai mà chống lại ổng hết á, là mọi người phải nghe theo, tướng lãnh ở dưới cũng phải nghe theo. Một ông tướng bị lột chức, một ông tướng 4 sao ổng chỉ trích ông Bush là ông Norden. À, ông tướng 4 sao ổng chỉ trích ông Bush là tại vì đúng là ổng nói là không không nên đánh, ổng cản, ổng bị lột chức liền. Vậy mà lúc đó lột chức cho dễ hơn. Vậy mà lúc đó là toàn những người dân Mỹ, người ta không áp lực nổi quốc hội Mỹ để hốt ông tổng thống sao không anh? Nói với Duy, thật sự cái dân chủ của Mỹ nó chỉ là Mỹ dân thôi. Tại vì đời sống của người dân Việt Mỹ đó, họ đi làm về vấn đề chiến tranh đó. Bây giờ họ đi làm, còn mấy ông tướng lãnh, mấy ông ở Pentagon, ở trong cái lầu năm góc và quốc hội nó bàn luận với nhau và nó quyết định thôi. Còn dân hỏi Duy chứ bây giờ phải làm, phải trả bill, phải trả nợ, rồi phải cuộc sống bận rộn, bây giờ phải ra đó họ bỏ công ăn việc làm, mất việc thì mất nhà, mất cửa, mất hết. Thì bây giờ sao giờ? Còn trong vấn đề dân nó biểu tình, nó chỉ khi nào mà giống như đảng phái nó xúi dục nhau,
đảng phái nó kích động nhau, nhưng như những cuộc bầu cử á thì nó kích động nhau, nó mới thì đồng quyền lên, lợi của nó mà nó mới đông lên. Còn mấy cái chuyện chiến tranh bây giờ mấy ông, tôi giao cho mấy ông là người lãnh đạo đất nước rồi, thì mấy ông phải biết cách quyết định làm sao cho khôn khéo. Thì dân họ họ là, nói chung mình nói hơi quá đáng, dân cu đen bây giờ phải đi làm, bị làm tất tần tật kiếm làm sao về nuôi vợ nuôi con gia đình này nọ. Bây giờ đi biểu tình đâu phải là chuyện đơn giản đâu, Hay nói đất khác nước đó mà, mà loạn lên. hay nói khác là lúc đó là giữa chính phủ với bên quốc hội nó có sự thỏa hiệp để nó làm việc đó, rồi dân Đúng, cãi, nhưng không, rồi quốc dân hội cãi. đúng 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 dân kệ không sao, đúng đúng rồi, đúng đúng chính xác. Bởi vì anh mới nói với lại Duy á, cái cách cầm quyền của Mỹ á, tại vì nó có tam quyền phân lập, nó làm việc không có giống ai hết trơn á, cái cách của nó đó. Mà đa số tụi nó trong cái quốc hội nó và cái tổng thống khi mà chiến tranh đó, tổng thống lúc nào cũng vậy, ổng là cái gọi là chief in commander, có nghĩa là ổng là một người giống như là lãnh đạo toàn quyền. Ổng là bất cứ một thằng tướng nào, một ông tướng nào mà phản biện một cái là quất mày liền, quất mày vô vách liền, không có được có phản biện, không có được chống lại tổng thống Đó thì trong lúc mà nói vấn đề mà trong điều hành quân đội thì anh nói đúng rồi đó, đó. điều hành quân đội á. Em thấy là Donald Trump mới đuổi cổ hai ba thằng luôn đó. Đúng 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 ông Trump này á, anh nói với lại Duy là gì, ông Trump này là cả thế giới và cả nước Mỹ không có ai ngờ là ông thắng cử, tới nỗi mà ông còn không ngờ là ông thắng, mà anh coi từ đầu đến đuôi mà ông chuẩn bị sẵn là thua, cho nên cái chỗ của ông, cái chỗ mà gọi là conventional của ông chuẩn bị lèo tèo có một số người ít lắm, thấy tội lắm kìa, thấy buồn hiu à, ai cũng biết là mình sẽ thua. Bà hiu đâu đi, bà nghĩ là bà sẽ thắng, bà chuẩn bị rất là hoành tráng, bà chuẩn bị cái lồng kiến ha, bà sẽ bay ra giống như là một thiên sứ gì đó, bà sẽ bay từ giống như bay từ trên trời bay xuống, bà làm ôi ghê lắm kìa. Mà nguyên một cái cả conventional, cái chỗ của hội nghị của đảng Dân Chủ á, bà làm ghê lắm kìa, tới nỗi mà lúc mà bà rớt, bà bị giờ khúc chót là ông Trump mà ông còn không biết, mà ông đâu có chuẩn bị đâu, ông ra ông còn lớ ngớ rồi tuyên bố ông thắng, ông còn lớ ngớ, những người mà ủng hộ ông le tè ai cũng không ngờ luôn. Tại vì dân Mỹ nó quá nản với lại cái đảng mà dân dân chủ, nó láo, nó nói láo quá chừng luôn. Ngay cả nói về vấn đề tổng thống Mỹ, ngay cả ông chồng của bà, ông Bill Clinton. Clinton, nói láo trước 3 triệu dân Mỹ. Rồi ai bắt ở đây, đâu có ai bắt đâu. Không không những gì vụ án đó mà ông còn làm giàu nữa, phải trả hơn 300 triệu cho con nhỏ Monica Lewinsky. Đừng có nói tổng thống Mỹ là không có những cái chuyện mà phía sau nha, không dám đâu. Anh nói Đây. với lại Duy biết, mấy ông mà chính trị Mỹ gì, mấy ông làm ra tiền gọi là tiền triệu, chứ không có làm tiền tiền ngàn hay là tiền đô giống như dân tụi anh mà đi làm trụm từ đồng từ cắt đâu. Chỉ cần mấy ông hả đi ngoại giao một cái gọi cụp một cái, anh nói cho Duy biết nha, tiền bonus, tiền commission. Bởi vì mấy ổng chỉ cần đi ngoại giao thôi, bởi vì cái nhóm lợi ích của nó trả tiền mà. Vừa rồi ông Trump á, ổng mời những cái người mà gọi là đến họp với ổng là ăn tối thôi, vì biết mua cái vé nhiêu không, 300.000 đô, 300.000 đô. Tụi nó nhóm lợi ích nó mua vô làm gì, để đặng nó mua, nó vô đó là để đặng ông Trump ổng có những cái dự án, ổng có những cái giao kèo, ổng có những cái hợp đồng khi mà ổng đi ra nước ngoài đó, lúc Tạo nào quan ông về hệ, ông cũng có ký hợp đồng này hợp đồng nọ. đúng, tạo quan hệ. Cho nên nó phải mua cái vé đó vô đấy, cái nhóm lợi ích nó mua cái vé đó vô, ghê không thằng Mỹ. Bởi vì đừng có nói Mỹ là mình không phải so sánh gì, nó tham nhũng nó hối lộ rất là tinh vi. Cái vụ án mà tham nhũng của bà Hillary, nếu mà đánh trong Google á, gọi là White Watergate với ông Nixon á, cái vụ xì căng đó, hai cái vụ đó là lớn nhất nước Mỹ, nhưng mà nó cũng cho qua phà thôi, nó cũng cho qua phà. Nó cover up, nó Mỹ nó hay lắm, nói chung Mỹ nó khôn lắm, nó có cái hệ thống tam quyền phân lập của nó. Nhiều khi cái tòa án ở dưới tòa, nó có ba loại tòa án nè, tòa một cái tòa án nhỏ nó gọi là Superior Court, là tòa án dân sự thường, nếu mà xử không được nữa thì nó mới đưa lên là tòa án của District Court là quận, rồi nó mới lên tòa án liên bang nữa, nó gọi là Supreme Court Court. À, nó có ba cái loại tòa án lận, cho nên tụi nó mạng Mỹ nó điều hành đất nước nó hay lắm, nó điều hành hay lắm, nó cover, nó giấu đằng sau. Nhưng mà mình tìm hiểu chính trị với mình mới thấy, còn mình không tìm hiểu chính trị đó, mình thấy nước Mỹ giống như một cái thiên đàng như vậy đó,
Không phải như vậy đâu. Ở Mỹ là sống thằng nào ở khôn á thì nhờ mà dạy thì chịu à. Nói chung là vậy, nhiều khi bởi vì cái cách của anh nói, những người mà họ không họ 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 họ, họ thích nước Mỹ đó, họ không chịu, Nói chung họ không thì chịu nói những cái mặt xấu đó cái ra. quan điểm của em về những điều anh nói Ừ. là xã hội nào cũng có hết. Đó, chứ đừng có nói là Đúng. ừ xã hội này không có, xã hội kia không có, nó đều là như vậy hết. Có hết Nhưng mà trơn em ơi. cái cách tổ chức vận hành bộ máy của từng quốc gia đó nó sẽ khác một xíu, nó khác một xíu thôi. Đây, 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 đây. Đúng, đúng, đúng. Anh hỏi em nè. Có nãy như anh Sơn Tây nói, ở Việt Nam tại sao những người mà làm chính trị họ có biệt thự? Không sao. Phú quý thì sinh lễ nghĩa, bần cùng thì sinh đạo tật. Nếu mình mong cho những người làm chính trị, lãnh đạo nhà nước đó, họ giàu lên đi, để đặng họ làm gì, họ giàu lên thì họ khi mà họ làm việc cho quốc gia đó, họ sẽ không tham nhũng, họ sẽ bớt đi tham nhũng, họ sẽ bớt đi tham, thì họ sẽ làm chính trị tốt hơn. Đúng. Chứ mình đừng có thấy cái điều đó mình ganh tị, Đúng. mình đừng ganh tị. Vì nãy anh nói với Duy rồi, những người làm chính trị làm quan đó, anh nói với Duy nhé, không ăn nhiều thì cũng ăn ít, nhưng mà họ ăn họ no, họ biết lo cho dân. Mình đừng có ngồi đó mình vạch lá tìm sâu với họ, không kể anh đừng có làm tổn hại đến quốc gia thôi. Tại vì làm quan nó bao giờ cũng vậy, cái nhóm lợi ích nó đi theo mấy ông quan. Ê mấy ông ký hợp đồng chỗ nào vậy, dự án ở đâu vậy, cho tôi ké vô. Thì hỏi gì đấy, nãy anh nói gì ông Trump đó mua một cái vé là 300.000 đô, thì hỏi ở Việt Nam mình những người mà người ra đi làm chính trị đó, như mấy ông thủ tướng hay là này vân 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 đó, họ có mấy ông có nhiều cái giao kèo lắm, nhiều cái dự án lắm, chỉ cần mấy thằng kia chạy theo. Anh ơi cho em một cái đi, Đi một cái theo giao kèo đó đi là thấy nhiều rồi ví dụ như đó. là Mà Duy thấy chính trị không? cái chuyến mà Trump đi qua APEC đi thì cũng có doanh nghiệp đi theo, cũng có mấy doanh nghiệp của Mỹ đi theo, để chi, để Đúng kiếm tiền chứ rồi, để làm gì. Nhưng mà đúng những cái doanh nghiệp Mỹ đó đó đúng muốn đi theo ông Trump thì phải thế nào, thì phải có phải thế nào mới đi à, phải đó, trả cái tiền thực tế vậy thôi. à, ba Duy Còn nếu mà không gặp vô ngồi ăn nếu mà tối thôi không gặp nha. ông Donald Trump á thì gặp nhỏ Ivanka về nó nói lại với ba đó, Đúng xong rồi, đúng không? đúng đúng, gọi là gặp, nói theo cái kiểu mà mình châm biếm nó gọi là cửa sau, đi cửa sau à, gặp nhỏ con gái ổng, con nhỏ đó, con nhỏ đó dội lắm ổng, con nhỏ đó gọi, nó gọi là gái rượu, ổng thương nhỏ đó lắm, Thì bây giờ có một cái ổng vấn giàu đề cả á, tài mà sản mấy sự mấy nghiệp. bạn ở Việt Nam chưa hiểu, nếu mà anh lại mình ở bên Mỹ anh hiểu á, thì từ cái lúc mà Donald Trump lên làm cầm quyền á thì cái tập đoàn kinh doanh của Donald Trump có được những cái lợi nào mà trước đó chưa có, ví dụ như kinh doanh Rất nó là phát triển nhiều hơn em như thế nào, như thế nào, tức là kinh cái doanh, đúng lợi kinh rồi, doanh mà do chính trị nó mang lại. cái lợi hiện ổng từng ngày ổng lên đó. Nói chung là cái thị trường chứng khoán Mỹ nó tăng rất là mạnh, tại vì ổng đi tìm đối tác, ổng đi ra nước ngoài ổng tìm đối tác, ổng ký đối tác không, ổng đâu có muốn chiến tranh đâu. Ông này ổng mặc dù ổng là đảng của Cộng hòa, Đã nhưng mà thật sự phát ổng ổng mười ổng tiền ổng nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hơn ổng hiền hơn. mười Đúng rồi, tiền đúng rồi, tại ổng dân làm kinh tế, ổng là dân là. Nhưng mà nói về chuyện đời tư của quá khứ của ổng á, nói chung á người Mỹ đó họ không chấp, tại vì Mỹ nó xấu nó biết mà, không có thằng nào mà tốt hết trơn á. Ngay cả ông tổng thống Kennedy ngày xưa cũng chở lấy máy bay trực thăng chở bà Monroe vô trong Mỹ, trong White House, nó quất ổng, quất bà đó, trong đó bà đó là một con điếm luôn, bà luôn, nó đủ thứ hết trơn. Thằng Mỹ nó, ngay cả ông Bill Clinton cũng vậy thôi, Mỹ nó cũng bỏ quà, thấy không? Rồi cuối cùng ổng cũng làm giàu, sau khi ông ra ông viết sách ông làm giàu, bán kiếm mấy trăm triệu Mỹ mà. Ông về xong viết sách bán hai chồng ông kiếm mấy trăm triệu. Bởi vậy mà bà Hillary mà bà đi đâu cũng vậy, bà đi đâu tới đâu là bà mấy mấy má này đó, người nào muốn gặp bà là phải trả tiền, tại bà đại diện cho những cái nhóm lợi ích. Ngay cả những tổ chính trị của Mỹ vậy, nó làm việc nó đại diện cho nhóm lợi ích, còn dân ở dưới, anh đi biểu tình, bắt đầu đảng với nhau nó xúi á, nó kích động nhau nó xúi, đi biểu tình đi, đi biểu tình đi, làm ồn lên đi. Nó trò chơi mà, game mà Duy, cái đó nó gọi là game mà, nó chính trị của Mỹ nó là cái game. Thì nói chung là như vậy, xã hội mà đất nước mà nói về ở đời sống ở Mỹ. Ừ. Hỏi hỏi